Như kính chào quý anh chị và cô chú và các bạn. Hôm nay là ngày Chủ nhật, Nhi xin gửi lời đầu tiên xin gửi cho quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong ngày cuối tuần ha. Chúc quý vị nhiều sức khỏe. Như quay phim thì cái màn hình nó rất là đẹp và rõ. Mà như live stream thì không biết cái bên cái máy nó chỉnh cái hình như thế nào mà miệng mắt môi gì đó của mình nó méo lung tung, mà nó đen nó xấu, cho nên là Nhi cũng không có biết luôn á, quý vị thông cảm, coi có đen có xấu quý vị thông cảm nha. Chứ Nhi coi lại Nhi thấy cũng mắc cười lắm á, mắt mình thì như bù lợt, môi mình thì nói chung nó không có đúng như ở ngoài, mặc dù cái da mình nó không phải là mượt lắm, nhưng mà cái hình hài của cái khuôn mặt mình á nó bị biến biến tướng làm sao á, cho nên là mình không biết chỉnh trong cái lúc live stream. Thì hôm nay để quay trở lại, Nhi vẫn là chia sẻ cho quý vị nghe về cái vấn đề chúng ta bị dính đường âm, cũng như là hay là nói đúng hơn là cắt duyên âm. Thì hôm nay là Chủ nhật thì Nhi sẽ không có lên live stream YouTube, không có biết tiếng Anh nha quý vị, cho nên Nhi nói theo cái ngôn ngữ của mình nha, mong quý vị thông cảm. Có nhiều quý anh chị và các bạn mà đa số là các bạn trẻ, tại vì cái tuổi này á và cái thời này á, cái thời mà giai đoạn tuổi trẻ thì Nhi đã đi qua rồi, cho nên Nhi rất hiểu và tâm lý những cái lứa tuổi mà đôi mươi khi bước vào mới yêu. Thì cái trường hợp này như vậy Nhi đã sống và đã trải qua, và Nhi cũng là những nạn gọi là nạn nhân, không cũng là những người mà đã từng trải trong cái câu chuyện như thế này. Thì gọi là nạn nhân đi ha. Tại vì thật sự cái hậu quả mà chúng ta để lại sau này đó thì nó rất là khó lường quý vị. Vì rằng chúng ta đang bị mê tín dị đoan, cho nên chúng ta đang đi theo cái con đường tà, thì chúng ta mới có cái chuyện cúng kính, cầu hồn, cầu cơ, cầu bất nhang, đổi bất nhang, hoặc là cắt duyên âm. Thì thật sự đúng ra là chúng ta đang đi con đường tà quý vị. Cho nên cái khai trí của chúng ta không có minh mẹ, nó không có minh tuệ, là nó không có được sáng suốt. Cho nên chúng ta cứ bị u mê trong cái vòng luẩn quẩn đó. Mà chúng ta cứ nghe người này nói chúng ta sẽ làm, chúng ta sẽ nghe người kia nói chúng ta sẽ làm theo. Nhưng mà thật sự tất cả mọi thứ mà chúng ta muốn đạt được đó thì chúng ta phải dùng tâm đức của chúng ta, và chúng ta phải tự sửa chữa bản thân chúng ta. Chúng ta sửa tâm, sửa tính, có nghĩa rằng mình hãy để mọi thứ đến tự nhiên, và mình hãy cầu nguyện cái tâm mình cho nó an lạc, cầu nguyện ơn trên giúp đỡ cho mình, soi sáng cho con đường mình đi. Thì và mình đừng có quá nhiều mưu cầu, và mình đừng có quá dùng nhiều cách để mà chúng ta chiếm được tình yêu, hoặc là chúng ta chiếm đoạt được một cái gì đó ở người khác, thì cái hậu quả sau này chúng ta lãnh rất là lớn quý vị. Mặc dù là chúng ta sẽ không thấy bằng mắt thường đâu, và chúng ta không có thấy cái hậu quả gì xảy ra mà để gọi rằng có một cái bằng chứng rằng là do chúng ta làm cái việc đó. Cho nên hôm nay chúng ta phải lãnh cái hậu quả này, cái việc hậu quả mà nó gây ra đó, sau khi chúng ta nhận đó quý vị, nó không có ghi ra bằng số, cũng như là không có ghi ra bằng bằng chữ bằng bằng chứng là ngày hôm đó chúng ta đã làm việc đó. Cho nên hôm nay chúng ta phải lãnh cái hậu quả này. Cái cắt duyên âm á, thì cái vấn đề về tâm linh á, nó rất là bao la quý vị, nó rất là rộng lớn. Cho nên hôm nay Nhi chỉ nói tóm tắt và cái vấn đề chính nhỏ, rồi Nhi sẽ live stream qua ngày thứ hai và Nhi sẽ nói được nhiều hơn. Cái cắt duyên âm mà các bạn đang vướng vào cái con đường âm, mà ví dụ như các bạn đi xem bói, các bạn nói người ta nói rằng là bạn bị vướng vào đường âm. Cái chuyện này á, cái thứ nhất là có trường hợp có thật, nhưng có trường hợp chỉ là cái nghề của người ta, nghề nào cũng mang tính chất kinh doanh quý vị, cho nên đôi khi các bạn không có người ta cũng nói cho có, để làm gì, để các bạn cúng tiền để được cái bài cúng đó, người ta có lời, người ta có cúng, mặc dù người ta cúng thì người ta cũng không có hại gì bạn cả. Và nhưng khi mà mình không vướng, mà mình đi đến mình cúng cắt duyên âm
Có nghĩa rằng tên tuổi mình đã ghi ra và họ đã trình lên tứ phủ. Thường đi cát âm là cát ở đền quý vị, cho nên đã trình lên tứ phủ thì các vị tâm linh đó đó sẽ thấy mình. Và khi cái tâm linh của mình đó sẽ kết nối được với tâm linh của họ. Cho nên khi mà họ cảm thấy mình đã đến đây thích chơi với họ, thích làm quen với họ hoặc thấy mình dễ thương thì cái từ cái chỗ mình không có sẽ thành có, và cắt một lần vô tình chúng ta dính luôn. Và từ đó vì cái chỗ đó mà về chúng ta lại bị lao đao lận đận về tình cảm lại càng nhiều hơn nữa, thì chúng ta lại có lần thứ hai. Nhi dám chắc với các bạn rằng nếu các bạn đã đi cắt duyên một lần thì chắc chắn sẽ có lần hai và sẽ có lần ba, và mãi mãi như vậy nữa, tới khi nào bạn cảm thấy chán và không tin nữa bạn mới dừng thôi. Bởi vì nó có một cái ma lực rất là thu hút cái tâm hồn của mình, cho nên mình luôn luôn có cái hy vọng dựa vào cái phần âm để được cái duyên hồ phù trợ cho mình có được tình yêu, có được người yêu thương, có được người chiều chuộng, hoặc là được cái người yêu giàu có tiền như nguyện vọng của mình. Thì cái điều đó không bao giờ đạt được đâu quý vị, chắc chắn. Vì sao? Vì mình đã làm sai. Thì cái vấn đề để làm sao mà làm đúng thì như hẹn là quý vị ngày mai nhé. Bye bye, chúc quý vị nhiều sức khỏe.